Đây là vàng vừa mới gia nhập bản mông cọc. Vàng ơi, vàng ra đây. Đây để cho mọi người ngắm cái bộ chân cẳng và người của vàng. Đây là một cái bộ khung cọc gọi là tuyệt vời luôn. Ở đấy không phải là chỗ để đái đánh dấu đâu nhá. Quay mặt đây này sao nào. Nào. Có một mình thôi cho nên là không có gì được không? Nói là ở đấy không phải chỗ đái đánh dấu này. Mới về nhà cho nên là cứ chỗ nào ngửi thấy có mùi của con đực thì sẽ đánh dấu. Đây là cái người của con cọc. Nào, vàng ơi, xích đây. Vàng. Xích ra đây để nhìn cái người. Rồi. Con cọc là nhìn đây là vàng là cũng bắt ở trên bản về nhá. Vàng thì còn đang non thôi. Khoảng tầm 10 tháng. 10 11 tháng gì đấy. Mọi người nhìn cái khung của nó, cái khung người của nó, mọi người sẽ thấy là nó có một cái độ vuông vức và cái chân sau nó rất là thẳng. Các cái chân của nó là từ trên xuống dưới là nó có một cái độ thon. Là mọi người nhìn qua đây, người vẫn còn đang bẩn đây này. Mới về chưa không có dám tắm gì cả. Không tắm, không lau. Nào. Vàng, xích đây. Xích ra đây. Ra đây nào. Rất là thân thiện luôn và rất biết điều. Về một cái là biết chủ ngay. Đây ở bản là em bị xích suốt cho nên nó thành vết ở cỏ đây này. Đây là về là dùng cái xích này ấy tạm thôi chứ còn thả nó và cho vào chuồng. Đây, nhìn cái cỏ đây. Mọi người nhìn cái bộ chân này. Nhìn cái bộ chân của con chó. Đây. Đấy. Mặt này. Vàng thì ở cái nhà cũ là cái tai của vàng không to một tí nào cả. Nhưng mà nó vẫn có một cái độ hơi cụp cụp. Vì là ở nhà cũ là người ta xích vàng ở trong nhà suốt. Xích vàng ở trong nhà để trong nhà. Vì nhà cũ là chủ nhà là có nhà đấy là có hai vợ chồng. Thì chồng đi làm suốt, chồng đi làm không ở nhà. Có mỗi vợ thôi cho nên là họ cọc chó là họ để ở trong nhà. Để trong nhà nhưng lại để trong nhà chứ không để ngoài hè hay là để trong gà, trong vịt như những con khác thường thấy. Cho nên là vàng bị thiếu nắng. Ở trên đấy là vàng bị thiếu nắng. Nào. Vàng ơi. Xích ra đây. Ra đây. Thiếu nắng cho nên là cái tai nó không lên được. Chứ thực ra tai của vàng nó không thể to một tí nào cả. Tai rất nhỏ thôi. Đây. Đây. Nhìn tai này. Đấy, tai rất nhỏ. Để về bù canxi nano cho vàng ít ngày. Để cho vàng lên tai. Và về đây thì là vàng có nắng rồi. Vàng lúc nào thích phơi nắng thì sẽ được phơi nắng. Vàng là có cái một là cái khung người là mình rất là hài lòng. Và cái thứ hai nữa là cái khuôn mặt. Cái trán. Một cái trán rất là rộng. Mọi người có thể nhìn. Trán này. Chán, cái con cọc mình yêu cầu này, chán của nó phải rộng này, có khé ở giữa này, và chán nó phẳng này. Cái gì gọi là rộng? Rộng tức là nó bao gồm cả bề ngang này và cả bề sâu này, chứ không phải là nó chỉ có ngắn lên đây, nó cả cái độ sâu này và cả độ ngang. Nên là mọi người nhìn khác cái con cọc của bản mông cọc TV là những cái con mà mình rất là mất công sức và tiền bạc và thời gian để mình tìm kiếm ở trên bản. Vàng ơi, xích ra đây. Những con chó mà mình mất thời gian mình sưu tầm ở trên bản về thì mọi người sẽ thấy là nó có những cái đặc trưng. Những cái đặc trưng giống nhau. Về cái khung hình của con cọc này. Mọi người nhìn cái khung người của nó nhé. Khung người của nó. Theo chiều cao và chiều dài. Và cái đầu. Bom không ổn.
chia sẻ với mọi người một chút. Đây là một cái thành viên mới của bản Mông Cộc, và mình sẽ gọi tên nó là hổ. Ở nhà thì gọi nó là vàng, bởi màu vàng nó dễ gọi. Cái tên khai sinh của nó thì sẽ đặt nó tên là hổ. Mới về miền xuôi để mấy hôm nữa, vâng, để mấy hôm nữa cho nó quen nhà rồi sẽ lau tắm cho nó. Hey, này, nhìn cái nét. Hơ, vàng, ô, vàng ơi, hơ. Đấy, người đây. Đấy. Vàng. Chờ khi nào mà vàng lên tai lên như thế này nè, ok, lúc đấy sẽ có video và có ảnh kỹ hơn. Bây giờ thì em đang thì đầu tai vẫn đang hơi rũ, thiếu nắng, bây giờ mới được phơi nắng, thiếu cả canxi nữa, thiếu canxi cái tai không lên được. Đây, thì là cái tai nó phải như thế này, dựng lên như thế này, ok, dựng lên như thế này, sắc tố của khoang miệng, há mồm ra anh xem nào, rất là tốt, trong miệng nó phải đen. Nha, về để cho nó quen, cho quen nhà 2 ngày 3 ngày rồi tẩy giun. Tẩy giun sau đấy rồi cho nó khỏe rồi sẽ tiêm phòng. Tiêm bây giờ vàng lớn rồi thì sẽ tiêm sẽ phải tiêm dại và tiêm 7 bệnh. Cho con thì tiêm 7 bệnh thôi. Nhưng mà cho to thì phải tiêm dại nữa. Đấy, khôn mới về hôm qua nhá, đi đón một cái là nó biết chủ ngay, làm quen ngay, thân thiện ngay. Đây mọi người, nhiều người thì nuôi chó cứ sợ chó nó cắn, cứ sợ chó nó cắn mà không biết cái thái độ của con chó nó đại ý nó hiểu như thế nào. Nào há mồm ra, khi con chó mà nó đã ok, nó đã thân thiện coi mình là chủ thì mình sợ nó chỉ có phản đối chứ nó sẽ không bao giờ nó cắn mình cả. Chích ở đây xem nào. Đây, bố gọi tên nó là vàng. Vàng không thì gọi tên nó là hổ luôn được. Chứ tên của nó đã đến lúc mà nếu mà nó ấy nên đặt khai sinh sẽ gọi tên nó là hổ. Thế thì gọi hổ. Nào. Hổ đi nhá. Thì gọi nó là hổ đi vậy. Tên là hổ nhá. Tên khai sinh của nó sẽ để tên nó là hổ vàng. Ừ, hổ. Thì gọi vàng cũng được, gọi hổ cũng được. Hổ. Có cái con kia chưa có tên kìa.